Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Trên mặt bàn của mình thì đang là một cái điện thoại. Tuy nhiên cái điện thoại thì không phải là cái vấn đề mình muốn nói nhiều. Tiêu đề thì mình cũng nói rõ ràng luôn rồi đấy. Xiaomi Mi Band 4 là chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe tốt nhất với cái tầm giá dưới 1 triệu các bạn có thể mua được. Và tại sao mình lại nói như thế thì đây sẽ là những cái chia sẻ của mình sau khoảng một ngày mà mình trải nghiệm cái vòng đeo tay này. Thực sự luôn đấy, nó khiến cho mình rất là bất ngờ bởi vì cái mức giá nó quá rẻ mà Xiaomi mang đến thị trường Việt Nam, trong khi đó nó quá trời chức năng luôn. Đầu tiên, mức giá niêm yết của nó thị trường Việt Nam là 850 và các bạn cũng có thể mua ngay từ lúc này tại những đại lý, ví dụ như tại 7S thì các bạn có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video đã có hàng dành cho các bạn rồi. Ok, 850 thì nó sẽ có cái gì? Thứ thay đổi đầu tiên của Mi Band 4 so với Mi Band 3 đó là chúng ta đã có một cái màn hình màu. Và đương nhiên với một cái màn hình màu này thì các bạn sẽ có thể hiển thị được nhiều thông tin hơn và chúng ta sẽ có thể customize, tùy biến nó được nhiều thứ hơn. Ví dụ như đây các bạn có thể thấy là không phải sử dụng cái hình mặc định nữa, cái mặt đồng hồ mặc định nữa, mà mình cho hình con lợn vào đây. Năm nay là năm con lợn, mình cũng sắp có một con lợn con nên để luôn hình con lợn ở đây. Đáng yêu đừng có hỏi luôn. Thể hiện một vài những thông tin khác như là ngày, tháng, các thứ này, hay là bước chân đi được là 19 bước. Tuy nhiên thì cái độ phân giải của cái màn hình này thì nó không phải là cái loại quá cao. Điều này đồng nghĩa là nếu như các bạn thuộc dạng khó tính thì các bạn sẽ vẫn thấy cái màn hình này nó không thực sự nét. Nhưng bản thân mình thì mình thấy không có điều gì có thể phàn nàn nổi, bởi vì mức giá của cái Mi Band 4 nó quá rẻ, chỉ là có 850 thôi nên mình cũng không thể nào đòi hỏi được nhiều ở một cái thiết bị như thế này. Quá tuyệt vời chứ không phải nói nhiều nữa. Hàng của Samsung dưới 1 triệu của màn hình đen trắng kìa. Này màn hình màu quá ngon rồi đúng không anh em? Tính năng sơ qua mình có thể thấy ví dụ như status ở đây để thể hiện những cái thông tin mà tập luyện của mình như là bước chân này, khoảng cách di chuyển này, tiêu thụ bao nhiêu calo này, đo nhịp tim này, workout là tập chạy với những cái bài tập mà nó có thể cài đặt sẵn ở đây như là chạy này, đạp xe này hay là đi bộ này, nhiều lắm. Đấy, bơi lội các thứ này. Thời tiết này, các kiểu, cập nhật hết mọi thứ với cái đồng hồ này luôn. Tức là những cái tính năng ở đây để các bạn có thể theo dõi nó rất là nhanh, notification các thứ, nhận thông báo các kiểu, hay là những cái cài đặt sâu ở phía bên trong nữa. Điều khiển nhạc được luôn, tìm thiết bị được luôn. Đó. Hay bật chế độ im lặng, thay đổi được cả cái màn hình đồng hồ tại đây luôn. Các bạn thấy chưa, thay đổi sang một cái màn hình khác rồi đấy. À, mình sẽ cài đặt lại một cái màn hình khác này đâu nhỉ? Đấy. Rất nhiều mặt đồng hồ nên mình cài đặt luôn màn hình đó. Các bạn thấy hay không? À, một cái vòng đeo tay có 850 thôi. Quá trời tính năng luôn. À, cài đặt bởi bên trong một vài những cái khác thì thôi mình sẽ bỏ qua luôn. Thì riêng về mặt tính năng, riêng về mặt màn hình thì có thể nói nó là vô đối rồi. Nhưng nó còn có cái thứ gì khác hay ho nữa hay là không? Đương nhiên là với Mi Band 4 thì các bạn có thể kết nối tới bất cứ một thiết bị điện thoại nào các bạn đang sử dụng. Ví dụ chạy Android, ví dụ chạy iOS, nó đều ok hết. Nói chung là các bạn có thể kết nối đến mọi sản phẩm smartphone mà các bạn đang sử dụng, đều có phần mềm để hỗ trợ hết. Một cái nữa mình rất là thích đó là pin. Ngày hôm qua lúc mình nhận cái này thì vào tầm khoảng chiều mình kích hoạt thì đâu đó tầm 44% pin. Đến bây giờ là 2 giờ trưa ngày hôm sau đấy, mình dùng buổi tối hôm qua và từ sáng giờ thì mình không có dùng tại quên mất. Còn 40% pin luôn luôn bật, luôn luôn kết nối đến cái điện thoại này. What the fuck, một ngày tốn 4% pin. Mới cho là ăn tầm khoảng 10% pin đi thì pin của con này ít nhất phải một tuần, thậm chí có thể là dài hơn. Đó. Anh em hiểu, một cái vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, màn hình màu hẳn hoi, rất nhiều tính năng theo dõi sức khỏe như thế mà pin nó tầm một tuần. Ôi trời, thì có cái đồng hồ thông minh nào đỡ được với cái thời lượng pin như thế hay không? Hay là những cái phần mềm phía bên trong của Mi Band 4 này, nó có rất nhiều thứ quen thuộc với mọi người rồi, ví dụ tính năng mở khóa màn hình các thứ, để mà khi mà cái Mi Band này ở gần thì các bạn có thể mở khóa luôn mà không cần nhập mật khẩu, hay là thông báo những cuộc gọi đến này, thông báo những cái nhắc nhở sự kiện hay là báo thức này, rồi thông báo của những cái ứng dụng các thứ như này, bật nó lên là nó sẽ hiển thị thông báo của từng cái ứng dụng này lên cái mặt của cái vòng đeo tay này luôn. Các bạn thấy chưa, quá trời những cái tính năng luôn với một cái mức giá các bạn phải bỏ ra chỉ là 850. Mà có một cái nữa mình cũng rất là thích mấy sản phẩm của Xiaomi, đấy là các bạn tìm phụ kiện ạ, nó cực kỳ đơn giản luôn. Nhiều người thì cứ chê là hàng Trung Quốc này nọ tìm phụ kiện các thứ khó, thế nhưng bản thân mình thì lại có một cái suy nghĩ khác hoàn toàn. Đây ví dụ như cái Mi Band 4 này mình đeo lên tay cho các bạn thấy nó hợp với tay mình như thế nào. Đó, đeo lên tay của mình đây, nó sẽ trông như thế này. Tay mình là thuộc dạng nhỏ và đeo cái Mi Band 4 này là rất vừa với cái tay này của mình luôn. Và cái dây tặng kèm của Xiaomi thì nó là dây cao su, nhưng các bạn có thể thừa sức mua rất nhiều những cái loại dây khác.
mà mình tin chỉ tầm khoảng 1 tháng nữa hay có khi tầm 2 tuần nữa thôi là những phụ kiện dành cho Mi Band 4 sẽ bán đầy rẫy ở thị trường Việt Nam. Có nhiều bạn thì sẽ thích cái phiên bản mà Mi Band 4 Avenger ấy, nhưng mà mua thì hơi khó. Nhưng mà chúng ta thừa sức có thể mua những cái sợi dây gọi là dây của Avenger và lắp cho cái Mi Band này. Thế là xong, ok, các bạn đã có một cái thiết bị vòng đeo tay theo dõi sức khỏe đẹp, nhiều tính năng mà mức giá lại quá là tuyệt vời luôn, quá rẻ luôn. Nói chung là bản thân mình đánh giá thì dưới 1 triệu mà cần mua cho mình một cái gọi là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe này với nhiều tính năng xem giờ, thông báo hay là theo dõi sức khỏe mọi thứ thì cái này là lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn. Không có một lựa chọn nào tốt hơn trong cái tầm giá này cả. Thực sự luôn. Cái này là chia sẻ thật lòng luôn. Và anh em nghĩ sao về Xiaomi Mi Band 4? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và nếu như các bạn để ý thì cái Mi Band 4 này của mình nó chưa có tiếng Việt, nhưng nó sẽ được cập nhật sớm thôi. Theo như mình biết, cái lịch của nó sẽ là ngày 28 tháng 6 tới đây thì sẽ được nhận cái bản cập nhật có tiếng Việt đầy đủ. Thế là các bạn có thể sử dụng nó rất là ngon lành ở thị trường Việt Nam. Đây là hàng chính hãng của Xiaomi được phân phối thông qua Digi World, chứ không phải là hàng sách tay. Thế nên cái mức giá của nó sẽ cao hơn một chút, nhưng các bạn sẽ nhận được một cái chế độ đấy là bảo hành chính hãng ở thị trường Việt Nam. Nên đánh đổi đi một chút thì mình vẫn khuyến khích các bạn mua hàng chính hãng sẽ là ok hơn. Rồi, và các bạn nghĩ sao về Xiaomi Mi Band 4? Nó đã vô đối hay chưa? Thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới luôn nhé. Còn bản thân mình đánh giá thì quá vô đối rồi, không có điều gì để phàn nàn cả. Và link mua hàng mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video tại Xiaomi.net nếu như các bạn nào có nhu cầu nhé. Còn bây giờ thì video mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!